180.000 tỷ, đó là số tiền mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói để hỗ trợ doanh nghiệp trong đợt này. Và 93% doanh nghiệp Việt Nam sẽ được trong cái đợt này. Và doanh nghiệp của bạn có được nằm trong số đó hay không? Bạn là chủ doanh nghiệp, làm thế nào để chứng minh được doanh nghiệp của bạn là nhỏ và siêu nhỏ để có thể được giãn thuế và hoãn thuế trong cái đợt này? Và tôi tin rằng nếu như đại dịch này kéo dài đến tháng 6 thì khoảng 40% cái doanh nghiệp Việt Nam sẽ không cầm cự nổi và có thể phá sản. Và nếu như dịch này kéo dài đến tháng 9 thì khoảng trên 70% doanh nghiệp Việt Nam sẽ đóng cửa hoặc là ngủ đông hoặc là phá sản toàn tập. Và nếu như 2020 dịch không qua đi thì có thể năm nay chứng kiến một cái năm lụi tàn của kinh tế và có thể 90% doanh nghiệp Việt Nam sẽ có thể là phá sản hoặc là sẽ xóa sổ và chỉ còn những doanh nghiệp lớn có tiềm lực tài chính mà thôi. Cho nên bạn thuộc đối tượng nào, những doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ hoặc là lớn thì đại dịch Covid-19 này ảnh hưởng đến cuộc đời của bạn. Cũng như nếu là bạn là hộ kinh doanh cá thể hoặc cá nhân kinh doanh hoặc là những người đi làm, những người đang chịu cái trận Covid-19 này thì hãy theo dõi cái clip này nhé. Tại sao video clip này là rất quan trọng với bạn? Bởi vì cho dù bạn là cá nhân hay là chủ doanh nghiệp thì cái nghị định 41 được Thủ tướng Chính phủ ký mùng 8 tháng 4 này rất là quan trọng với bạn, bởi vì nó ảnh hưởng đến túi tiền của bạn. Nếu là bạn là chủ doanh nghiệp thì cái vấn đề sống còn của bạn bây giờ là dòng tiền và thuế, cái khoản hoãn nộp và chậm nộp rất là quan trọng. Và nếu là bạn là hộ kinh doanh cá thể thì cực kỳ quan trọng. Nhưng mà cho dù bạn là người đi làm và đang kinh doanh nhỏ lẻ, là hộ kinh doanh, thì bạn cũng phải biết cái điều này để giúp cho bạn có được dòng tiền tốt trong thời điểm hiện nay. Cho nên bạn đã chọn đúng coi video clip này, bởi vì nó ảnh hưởng đến túi tiền của bạn. Dù bạn là ai, chủ doanh nghiệp hay là cá nhân hay là hộ kinh doanh cá thể hay là người thuê đất, thì cái nghị định 41 này bạn phải quan tâm, phải cực kỳ quan tâm. Và bạn phải biết là báo cáo cho ai, thời hạn deadline 31 tháng 5 2020 là khi nào và gửi trực tiếp cho ai và nhận như thế nào và báo thành công ra sao. Nếu không bạn sẽ phải là đối tượng phải chịu thuế và không được hoãn bất kỳ đồng nào trong thời điểm 5 tháng. Dù sao 5 thì cũng còn hơn 0. Và bạn phải nhanh chóng làm điều này. Và nhóm ngành nào sẽ được hoãn thuế trong cái đợt nghị định 41 này? Có bao nhiêu nhóm ngành, 5 hay là 7? Bạn phải làm hồ sơ và gửi cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày nào để bạn được hỗ trợ hoãn thuế và giãn đóng thuế trong đợt này. Nào hãy cùng với tôi điểm qua 5 cái đối tượng mà được cái nghị định 41 này ảnh hưởng và có tác động rất rõ rệt trong cái nghị định 41 này. Hãy cùng tôi điểm qua từng cái và phân tích chi tiết nhé. Cái đối tượng doanh nghiệp mà nghị định 41 này sẽ được chúng ta được giảm, đó là doanh nghiệp, những tổ chức, những hộ gia đình, cá nhân hoạt động trong cái ngành nghề đó là nông lâm ngư nghiệp, sản xuất thủy sản. Đó. Thế thì những người sản xuất chế biến thực phẩm và dệt trang phục đều là cái đối tượng ngành được giảm và hoãn giảm trong cái đợt 5 tháng này. Đó. Còn ngoài đó ra thì cái doanh nghiệp và cái tổ chức hộ gia đình, bạn là nhà kinh doanh hộ gia đình thì cũng nên làm đơn trong cái đợt này. Và bạn là doanh nghiệp nhỏ hoặc siêu nhỏ thì cũng được hỗ trợ trong cái dịp đặc biệt này. Và làm sao để biết được doanh nghiệp mình siêu nhỏ thì hãy theo dõi hết clip này để biết, để tôi hướng dẫn cho bạn xác định. Tôi đang băn khoăn câu hỏi là thời gian chậm nộp, đó là thời gian mà nhận hồ sơ chậm nộp nhất, đó là ngày 31 tháng 5 2020. Vậy thì những cái doanh nghiệp mà không biết nộp hồ sơ này cho ai, mail trực tiếp cho ai, và cái form, cái mẫu hồ sơ đăng ký như thế nào, gửi trực tiếp đến ai, thì thực sự đây là một cái dấu hỏi lớn. Bởi vì sau ngày 31 tháng 5 không còn nhận hồ sơ nữa, vậy thì họ sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Thì bây giờ chính phủ đã có cái nghị định, cái nghị định 41 này, nhưng mà cái sự văn bản hướng dẫn của nó chưa rõ ràng. Và tôi đặt ra câu hỏi là nếu như các cơ quan thuế mà phớt lờ cái việc gọi doanh nghiệp gửi mail đến để báo hoãn nộp thuế hoặc chậm nộp, thì vậy thì có bị phạt hay không? Thì câu trả lời tôi vẫn chưa được giải thích rõ ràng và chưa biết. Và bạn đang theo dõi kênh của Chori Thông trên YouTube, và hãy subscribe, hãy like và share cái video clip này để có thể nhận được cái nhiều cái video clip hướng dẫn tiếp theo của tôi về cá nhân, về doanh nghiệp, về những tác động của kinh tế đến với doanh nghiệp và cá nhân gia đình của bạn nhé. Thực ra thì thời gian mà nộp thuế giá trị gia tăng mà cái anh chị băn khoăn đó là cách tính, đúng không? Ví dụ mình hoãn thuế tháng 3 thì tháng 9 mình phải nộp lại. Đó, mình hoãn làm báo cáo hoãn tháng 4 thì tháng 10 mình nộp. Mà hoãn tháng 5 thì tháng 11 mình nộp, mà tháng 6 thì 12 mình nộp. Vậy đó, được tối đa có 5 tháng mà thôi nha quý vị ạ. Và bạn đã có mẫu số 1 để gửi cho chi cục thuế của nơi của công ty của bạn hoặc là nơi hộ kinh doanh của bạn chưa? Hãy click vào đường link bên dưới, ở dưới miêu tả của tôi, để tải cái mẫu
số 1 của gửi chi cục thuế đó nhé. Và nó rất là quan trọng và hãy làm nó trước ngày 31 tháng 5 2020. Đối với thuế giá trị gia tăng thì của tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 6 thì bạn được gia hoãn nộp thuế tối đa trong thời hạn là 5 tháng quý vị, 5 tháng nhé. Còn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của cái kỳ mà báo cáo quý 1, quý 2 của 2020 thì thu nhập doanh nghiệp cũng được hoãn tối đa là 5 tháng kể từ ngày mà gì ạ, của ngày kết thúc cái kỳ nộp thuế của doanh nghiệp của bạn. Điều đặc biệt trong cái nghị định 41 này đó là những hộ kinh doanh, những giá trị, những cái người mà kinh doanh cá nhân, những hộ kinh doanh cá thể thì thu nhập cá nhân của họ, giá trị gia tăng của họ thì được hoãn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cái sự về cá nhân thì chính sách của nghị định này giãn rất là tốt và thời gian kéo dài hơn cho cá nhân. Và những cá nhân, những cái tổ chức mà có cái tiền thuê đất thì bạn sẽ được hoãn chính xác là từ ngày 31 tháng 5. Kể từ ngày 31 tháng 5 thì bạn được hoãn tối đa là bao nhiêu thời hạn là 5 tháng cái kỳ hạn hoãn và chấp nộp thuế thuê đất. Thực sự nếu mà nói về quan điểm của tôi của nghị định 41 này thì bản thân tôi cũng là một chủ doanh nghiệp, một người kinh doanh thì thực sự tôi rất cảm ơn về chính sách này của bên nhà nước. Tuy nhiên thì ở góc độ doanh nghiệp thì tôi cảm giác cái nghị định này nó chưa đủ mạnh. Vì sao? Nó chỉ hoãn tạm thời ngắn hạn short term thôi, ngắn hạn trong thời gian là 5 tháng mà thôi. Qua đó thì doanh nghiệp vẫn khó khăn như thường, cá nhân cũng như vậy. Bản thân tôi cần một chính sách tài khoá, một chính sách hỗ trợ mạnh liệt hơn, giống như chính phủ Mỹ đã làm gói cứu trợ lên tới 2.000 tỷ. Một là có thể là những doanh nghiệp tiếp cận tới số tiền này, vay được cái tiền mà với chính sách lãi suất rất tốt, hoặc là trong thời điểm này có thể là miễn nộp thuế 6 tháng hoặc là 1 năm cho 2020 thì những chính sách đó sẽ đủ mạnh hơn. Chỉ còn hoãn và chậm nộp là giải pháp ngắn hạn thôi, không có một cái chính sách kích cầu nào cho doanh nghiệp. Cho nên bản thân tôi đánh giá nghị định này nó thực sự cần mà chưa đủ. Đó, tôi cần những chính sách mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì dù sao cũng cảm ơn về cái tổ chức, về đoàn thể nhà nước đã hỗ trợ về việc này. Về thuế đã có những cái cuộc cách mạng về việc đó là giảm cái chính sách về báo cáo, đó là chứng minh được là doanh nghiệp bị thiệt hại thế nào. Thời điểm này thực sự cũng không có gì để chứng minh và rất khó để chứng minh cái sự thiệt hại. Nhưng mà bên bảo hiểm xã hội thì có vẻ khó khăn hơn, là bảo hiểm xã hội còn phải chứng minh cái việc mà thất nghiệp của nhân viên và những cái vấn đề liên quan đến bảo hiểm chứng minh rất là khó khăn, và báo tăng và giảm bảo hiểm cũng rất là rườm rà thủ tục, và phải hẹn việc nộp hồ sơ trực tiếp thì cũng rất là khó khăn. Tôi hy vọng rằng với đợt cải cách này, thì với cái đợt mà dịch Covid-19 này thì hệ thống về thuế má và hệ thống bảo hiểm, hệ thống về chính sách báo cáo của nhà nước sẽ số hóa hết để doanh nghiệp có thể tiếp cận được cái nền tảng online, cũng như có thể là tiếp cận những cái kênh gửi trực tiếp và có thể nhận được cái thông tin phản hồi qua online để tránh cái việc lây lan của dịch bệnh, cũng như doanh nghiệp cần tiếp cận hơn những cái chính sách tốt để cho họ có những cái đủ mạnh về tài chính để vượt qua cái cơn bão về Covid-19 này. Và tôi sẽ cập nhật rất nhiều những thông tin ảnh hưởng đến cái nhu cầu về tài chính doanh nghiệp, cũng như là nhân sự, cũng như là tất cả mọi thứ về doanh nghiệp và những cái ảnh hưởng tác động đến gia đình cá nhân của bạn trong cái năm 2020 này. Hãy theo dõi kênh của tôi là Johnny Thông ở trên YouTube để cập nhật thêm nhiều thông tin nhé. Hãy like, share và đăng ký kênh của tôi. Và một lần nữa, tôi là Johnny Thông. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo.